Ngày 6 tháng 3 năm 2019, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh phối hợp cùng Đội Cảnh sát Kinh tế, Chức vụ và Môi trường Công an thành phố đã kiểm tra tại khu vực Tổ 31, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, phát hiện 4 thuyền cá hoạt động trái phép trên địa bàn. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện tại khu vực bờ sông Hồng, thuộc khu vực Tổ 31, phường Bắc Cường, có 4 thuyền đánh bắt cá. Trên thuyền có nhiều công cụ như lưới, bình ác quy, dây kích điện và một số cá các loại đã đánh bắt được. Số thuyền bị bắt giữ là của gia đình chị Phùng Thị Hiệp, sinh năm 1974, trú tại thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng. Chị Hiệp khai nhận trong số 4 chiếc thuyền thì có 3 cái dùng để đánh bắt cá bằng hình thức sung điện. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm, đồng thời tạm giữ những tăng vật kể trên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.